đối với tỉnh Quảng Ninh thì thực tế là theo cái quy hoạch, theo quyết định của chính phủ của năm 79 cũng như là quy hoạch của tỉnh thì hệ thống cảng biển và logistics của Quảng Ninh trong dài hạn thì có thể gọi là tương đối hoàn hảo, đấy, với sự quan tâm rất là sâu sắc để mà kết nối với các thị trường Trung Quốc và các thị trường lân cận trong khu vực, tận dụng điểm mạnh của cả năm cái phương thức vận tải. Nhưng tuy nhiên trong giai đoạn trước mắt thì hai cái yếu tố có thể nói ngắn gọn về sự thiếu trong logistics và hỗ trợ phát triển xuất nhập khẩu Quảng Ninh, đó là thứ nhất vấn đề của nguồn hàng và thứ hai là vấn đề của sự kết nối. Trong cái vấn đề về nguồn hàng thì rõ ràng là tỉnh Quảng Ninh cần phải làm nhiều hơn nữa trong các chính sách về thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp cũng như mở rộng cái vùng thị trường hấp dẫn của khu vực Quảng Ninh và các tỉnh lân cận. Còn cái thứ hai, cái tính kết nối nó liên quan trực tiếp đến vấn đề các chính sách về thu hút các gam tàu, các hãng tàu hợp lý để vào tỉnh Quảng Ninh. Trong đó là tôi kiến nghị đề xuất cái gam tàu phù hợp với điều kiện địa lý hiện tại là từ 2.000 đến 5.000 TEU. Thứ hai, nó liên quan đến việc phát triển các ICD đúng nghĩa trên nền tảng công nghệ để cho các đối tác, các khách hàng đấy, hoàn toàn đủ cái tin tưởng trong cái vấn đề về đưa hàng hóa của mình vào chỗ kết nối từ tỉnh Quảng Ninh. Và đặc biệt là cái thứ ba là hoàn thiện, tăng cường hệ thống vận tải đường sắt và xà lan đấy, để kết nối không chỉ trong khu vực trên cái hai cái hành lang kinh tế mà còn kết nối trực tiếp với cái khu vực Hải Phòng là nơi là có cái trung tâm hàng hóa và trung tâm logistics rất phát triển trong khu vực.